Ngọc Hạo xin chào tất cả các bác các anh. Hôm nay Ngọc Hạo giới thiệu đến cho tất cả mọi người một cái model loa mà trong cái lô hàng từ Mỹ về của Ngọc Hạo chỉ có một đời duy nhất này mà thôi. Và đây là một cái model mà nó rất là nổi tiếng và cực kỳ khan hiếm ở trên thị trường, được những cái diễn đàn chơi trong nước và nước ngoài người ta đánh giá chất âm của cái model này rất là hay luôn mọi người. Thì đến từ cái thương hiệu Acoustic Research, hay còn gọi là cái tên là viết tắt là AR mọi người. Thì nhắc đến cái thương hiệu AR là những cái bác và anh mà chơi âm thanh lâu năm thì quá là quen thuộc rồi mọi người ha. Đây là một cái hãng âm thanh mà trụ cột của Mỹ, với nhiều cái phát minh lớn cho ngành âm thanh của thế giới. Với mục tiêu đề ra từ ban đầu của hãng AR á, là làm ra những cái đôi loa mà có thể tái tạo được âm thanh giống y hệt với một cái bản gốc ở trong phòng thu. Và họ đã thành công khi phát minh ra cái kỹ thuật loa nén không dùng lỗ thông hơi, hay cái tên tiếng Anh của nó đó là Acoustic Suspension, được biết đến qua cái tên đó là cái loa thùng kính. Thì âm thanh của cái dòng loa này nó nổi tiếng đến mức á, mà mọi người biết là những cái đôi mà AR1 á, được làm vào năm cỡ khoảng năm 1954 á, Hạm nhớ là như vậy, thì nó đã trở thành một cái dòng loa mà hay nhất mọi thời đại luôn mọi người. Và mãi cho đến ngày nay thì AR1 vẫn được bán với mức giá rất là cao ở trên thị trường, chừng đâu là phải 200 triệu một đôi. Và nối tiếp cái sự thành công vang dội từ những cái ngày đầu của các cái đời AR1 này, AR2 hoặc AR3 và AR4, thì vào năm 1985 thì hãng AR đã cho ra đời một cái dòng loa mà nó dành riêng cho cái nhóm người mà đòi hỏi cái tiêu chuẩn khắt khe nhất. Thì những cái người này họ là nhạc sĩ này hoặc là nghệ sĩ giới đam mê nhạc cao cấp á, với những cái đôi tai cực kỳ của khó tính mọi người. Và từ đó thì cái dòng mà LS đã ra đời. Và trong đó cái đại diện mà nổi bật nhất của cái dòng loa đình đám này á, thì phải kể đến đó là AR98LS mà ngày hôm nay Ngọc Hảo về và giới thiệu đến cho tất cả mọi người. Một cái model mà nó khá hiếm ở trên thị trường âm thanh, và thật sự với mọi người là cái chất âm của nó rất là hay luôn. Ngày hôm nay Ngọc Hảo về một đôi duy nhất với cái tình trạng của nó rất là đẹp, nguyên bản 100% hết như vậy á mọi người, mà Ngọc Hảo gửi tới cho mọi người mức giá ngày hôm nay, với mức giá nó cực kỳ rẻ luôn mọi người, rẻ hơn thị trường khá là nhiều. Nói chung là Hảo gửi tới cho tất cả mọi người ngày hôm nay với mức giá rất là rẻ, và Hảo về cũng chỉ có một đôi duy nhất trong cái tình trạng rất là đẹp. Thì bác và anh nào mà đang tìm kiếm một cái cặp loa mà AR, một cái modem mà nổi tiếng mà để chuyên trị những cái thể loại nhạc vàng này, trữ tình bolero, thì cái tên đầu tiên mà giới yêu nhạc nhắc đến phải là cái thương hiệu AR. Và thực sự cái model này á, mọi người nghe acoustic cũng rất là xuất sắc luôn mọi người. Thì 98LS là một cái model mà nó rất là nổi bật trong cái dòng LS của hãng AR, được hãng thiết kế nó vừa thuộc vào cái dòng bút xeo cỡ lớn, và nó cũng vừa vào cái dòng loa đứng là mọi người, vừa vào cái dòng loa đứng và cái dòng mà bút xeo cỡ lớn luôn. Thì đằng sau chút xíu họ sẽ quay đằng sau cái trạm gắn loa cho mọi người xem, là đằng sau nó sẽ có một cái nút gạt ở phía sau á, để cho mọi người có thể bố trí ở những cái không gian lắp đặt khác nhau. Ví dụ như bác và anh nào mà mọi người thích đặt ở trên giá này, trên kệ sách này, trên cao, thì mọi người có thể gạt lên phía trên đó. Còn khi mà mọi người thích mà đặt xuống ở phía dưới sàn để làm loa đứng thì mọi người gạt xuống phía dưới. Nhưng mà Ngọc Hạo thấy á, thì từ xưa đến nay cũng hiếm ai mà đặt lên một cái giá sách với cái đôi loa này, bởi vì nó quá nặng mọi người. Bê chúng ta bê như một cái tảng đá luôn, nó cực kỳ nặng. Mỗi thùng lên đến là 30 kg, và một đôi như vậy là 60 kg á mọi người. Và mọi người thấy này, một cái thiết kế của nó rất là đặc biệt, có những cái công nghệ mà độc quyền của hãng AR rất là hay, làm nên tên tuổi của hãng AR xưa giờ. Mọi người thấy một cái thương hiệu mà cho đến bây giờ những cái đôi loa, những cái model người ta vẫn săn đón và bán với mức giá rất là cao luôn mọi người. Thì đây, phía trước của loa nó sở hữu cái chiều cao của nó là 75, chiều rộng của nó là 40 và chiều sâu của nó là 27. Và đây là một cái modem mà hãng đưa vào một cái công nghệ mà nó rất là hay, làm nên cái chất âm nó cực kỳ nổi tiếng của hãng AR luôn mọi người. Đây mọi người thấy này,
Đó là được sản xuất hoàn toàn tại Mỹ luôn, về trong cái tình trạng là đẹp hết nha mọi người. Và nó làm á, mọi người thấy này, nó làm toàn thân của nó là gỗ vàng, và gỗ này là gỗ gỗ lạng nha mọi người. Mặt trước là màu đen, và đặc biệt là mặt trước này mọi người thấy này, nó sẽ có ghi những cái thông số của loa trực tiếp ở lên trên mỗi cái cổ loa luôn. Đó được ghi phía bên này luôn. Nó rất là ấn tượng luôn mọi người. Đây, thiết kế của nó là 4 đường tiếng nha mọi người. Chúng ta sẽ có này, đó, một cái thiết kế nó rất là độc đáo, một cái bass 30, một cái trung cao này, rồi sẽ có trung thấp này và một cái treble. Thì họ sẽ quay phía trên xuống cho mọi người xem. Phía trên cái trung cao mọi người thấy này, cái trung cao và cái treble nó sẽ được đặt vào một vị trí luôn. Đó mọi người thấy cái khung hình vuông này này, nó sẽ đặt chung, và đặc biệt á, đó là nó sẽ xài chung cái cụ nam châm luôn mọi người. Một cái phát minh này là một cái phát minh rất là nổi tiếng của hãng AR, dùng chung một nam châm cho hai loa. Và mọi người thấy là cái cụ nam châm ở bên trong á, nó rất là to, đằng sau á nó sẽ có cái hình vuông nó rất là to, giống như là cái tấm hình vuông ở phía trước như vậy. Đó, một cái phát minh này là cái phát minh độc quyền của hãng AR. Thì cái kỹ thuật độc đáo này nó giúp cho không có sự chồng lấn tần số khi phát ra, giúp cho âm thanh nó được phối hợp đồng điệu giữa hai loa này, và từ đó thì phát ra âm thanh chúng ta nghe nó tách bạch, nó rõ nét các cái dải tần, và nghe nó sạch sẽ và cực kỳ chi tiết luôn mọi người. Đó, đây là cái công nghệ rất là hay của hãng AR phát minh ra. Mọi người thấy là trên đây nó có cái dòng chữ là Made in USA, được sản xuất hoàn toàn tại Mỹ luôn. Còn bên này mọi người thấy này, cái tên cụ loa được hãng ghi ở trên đây luôn. Đó, AH này, 200 này, đó, 48 đây. Rồi mic. Đó mọi người thấy này, mic 2 này. Rồi treble. Mic của nó là đường kính là để họ nhớ coi, mic là đường kính là 38, còn treble là đường kính là 19 đó mọi người. Khi mà nó có thêm cái loa trung cao như vậy thì giọng ca nó rất là hay, đặc biệt là dạng dom với kích thước lớn này thì cái giọng ca chúng ta nghe nó rất là ngọt luôn mọi người. Đó. Rồi phía dưới này, phía dưới mọi người thấy là cái loa mic thấp á, là đường kính là 20, rất là bự luôn. Mình thấy cái đường kính này mình biết là cái trung âm của nó rất là ấn tượng luôn mọi người. Cái kiểu thiết kế mọi người thấy này, Hảo quay gần cho mọi người thấy cái kiểu chúng ta nhìn nó hơi sần sùi vậy, không phải là nó bị do lâu ngày quá nó bị như vậy đâu mọi người, mà ngay từ những cái ngày đầu ra mắt á, thì cái vật liệu ngay từ lúc ban đầu nó làm ra là nó đã là như vậy rồi. Đó, vật liệu ngay từ ban đầu làm ra nó đã như vậy rồi, chứ không phải là qua thời gian mà nó bị gì đâu mọi người. Đối với cái đường kính mic như vậy thì chúng ta nghe âm trung nó cực kỳ rõ nét và ngọt ngào, và bên trong nó có một cái ống lớn tạo thành một cái khoang riêng cho cái loa mic mọi người, nên loa mic cũng là một cái loa mà nén thùng kính luôn. Đó, nói chung là những cái loa của thương hiệu AR thì những cái model mà được săn bóng nó cực kỳ hay luôn mọi người. Họ test qua chất âm của cái model này nó rất là hay. Phía dưới là cái loa bass với đường kính là 30 nha mọi người. Đó, cái bass với đường kính là 30 khá là lớn. Cụ từ ở bên trong là cụ từ bánh chưng, được cũng là đặt trong cái thùng kính, và với thiết kế kiểu thùng kính không có lỗ thông hơi thì cái thể tích ở bên trong của thùng loa đó, không khí bên trong thùng loa nó sẽ được giữ lại, và mỗi khi mà màng loa rung động thì cái lớp không khí này nó sẽ như một cái lò xo vậy đó, nó giúp đưa màng loa trở về vị trí cân bằng như là cái lúc ban đầu. Và cái nguyên lý này nó đã tạo nên một cái âm bass mà nó căng tròn đầy nội lực, và đặc biệt là cực kỳ chính xác luôn. Mọi người nghe nó chắc mà nó gọn tiếng rất là hay. Và cái tiếng trống á, khi mà mọi người nghe cái tiếng trống đánh đánh mà nghe nó giống như thật mọi người, giống như thật vậy đó. Thật sự là cái model này nó hay hơn so với cái tầm giá của nó rất là nhiều. Giá ngày hôm nay Ngọc Hạo gửi tới cho tất cả các bác các anh với mức giá chỉ có 21 triệu thôi. Thị trường đang bán đâu đó ở trên thị trường tầm cái mức giá dao động từ 22 triệu đến 25 triệu một đôi AR98LS này. Mà ngày hôm nay Ngọc Hạo bán chỉ có là 21 triệu đồng mà thôi, thì thật sự là cái giá rất là hợp lý, về trong cái tình trạng nguyên bản và đẹp cũng nói chung là nó cũng có trầy một số nơi, nhưng mà cũng ít lắm mọi người, rất là ít chứ không phải nhiều. Đó, thùng này kia những đường vân cổ còn rất là đẹp mọi người. Đây đó, bây giờ Hảo đưa cái lưới để cho tất cả các bác anh xem luôn.
thì lưới về trong cái tình trạng cũng rất là đẹp mọi người. Nó cũng có bị trầy một số khớp ở bên đây, nhưng mà nó cũng nhỏ lắm. Đó, lưới nguyên bản của nó là như vậy. Cái logo của thương hiệu, logo của thương hiệu AR thì người ta làm ở bên góc này mọi người này. Đó, AR. Và đằng sau thì nó sẽ có những cái đường viền đặc trưng từ xưa giờ là nó như vậy đó mọi người. Về trong cái tình trạng cũng rất là đẹp, nó không có bị gãy, cái khung không bị gãy gì hết. Đây. Đó, bây giờ Hậu để qua một bên nha. Cái này thì cái công suất của nó là mọi người có thể đánh cho cái âm ly, mà khuyến cáo để đánh cho cái model này từ 15W đến 250W đánh rất là tốt. Độ nhạy của nó là 90 decibel nha mọi người. Đó, độ nhạy là 90 decibel nên mọi người rất là dễ ghép âm ly. Mọi người đánh với những cái dòng mà Lesman, những cái dòng mà âm ly cổ của Mỹ á mọi người. Đó, cũng rất là nổi tiếng, Fisher này kia, những cái dòng đề nông đánh cũng khá là ok luôn. Bây giờ họ quay đằng sau cho tất cả các bác và anh xem nha. Bác và anh mà đang sưu tầm một cái cặp loa mà chuyên để trị những cái thể loại nhạc vàng, trữ tình, nhạc bolero, thì mọi người nhanh tay liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hạo qua số điện thoại ở góc màn hình để sở hữu ngay cái model này. Và Ngọc Hạo về cũng chỉ có một đôi trong cái lô hàng từ Mỹ về của Ngọc Hạo nha mọi người. Giá là 21 triệu đằng sau đây. Mọi người thấy này, được làm vào năm 85 mà làm cái trạm loa nó rất là đẳng cấp luôn. Đó, nhìn cái trạm loa nó rất là cao cấp, hỗ trợ là đầu nối là mỏ kim và bắp chuối. Đây, đằng sau mọi người thấy có cái nút gạt giống như hồi nãy Hảo đầy cặp ở phía trên á. Thì cái nút gạt này á, thì mọi người có thể gạt, ví dụ như bác và anh nào á, mà mọi người đặt ở trên giá sách, trên kệ cao thì mọi người có thể gạt lên. Đó, còn ví dụ như bác và anh nào mà mọi người đặt ở trên sàn bình thường thì mọi người gạt xuống. Thì cái này Hảo thấy là xưa giờ không có ai mà người ta đặt ở trên kệ sách hay là trên giá sách hết nha mọi người. Với cái đôi loa này là người ta không dùng kiểu đó. Tuy là book sale cỡ lớn, người ta gọi là như vậy, nhưng mà nó rất là bự. Nên mọi người đặt ở trên sàn. Với cái model này, toàn thân nó được làm bằng gỗ này, mặt trước màu đen và nó đẹp như vậy, thì mọi người đặt ở trên sàn, bố trí ở trên sàn thì nó xuất sắc luôn. Đó, trạm kết nối loa hỗ trợ đầu nối mỏ chim, bắp chuối, được sản xuất hoàn toàn tại Mỹ nha mọi người. Và phía sau, đó, phía trước, đây, sau gì cũng đều rất là đẹp hết mọi người. Với mức giá chỉ có 21 triệu đồng mà thôi. Nên bác và anh nào mà lấy thì mọi người nhanh tay liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hạo ở vào số điện thoại ở góc màn hình nha mọi người. Và Hạo về trong cái lô hàng của Ngọc Hạo chỉ có một đôi duy nhất này mà thôi. Nên bác và anh nào lấy thì mọi người nhanh tay. Và bây giờ thì Hảo xin mời mọi người thưởng thức một ca khúc tuyệt vời qua phần trình diễn của cái model này. Thì bác và anh nào mà mọi người có nhu cầu về nhạc ốc lát chất lượng cao thì mọi người cũng liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hảo luôn. Ở bên Hảo, Hảo có thì cái USB là 64GB là 600.000, 128GB 800 và ổ cứng. Bác và anh nào nghe nhiều hơn thì mọi người lấy qua ổ cứng 500GB là 1 triệu rưỡi và 1T là 2 triệu 500 nghìn đồng. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của Ngọc Hạo. Bây giờ mời mọi người thưởng thức một ca khúc nó rất là hay qua cái đôi loa này. Trăng nép sau hè, chỉ hai đứa mình thôi nhé, đừng cho hoa lắm tay nghe. Hai đứa bên nhau, mối tình tha thiết trao nhau, hẹn đến đầu mình
đường hoa khuya sớm đi về, mộng sinh có gian thiên lý, đời vui tay nắm vai kề. Anh ơi, mai này nếu đời phụ phàng cách chia chúng mình thì tìm phong reo tan vỡ làm nên cơn mưa bão, không xóa được tiên yêu. Chỉ hai đứa mình thôi nhé, trần gian thanh vắng. Hãy